Bác chào mừng các bác đã quay trở với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương và xin một chút dành cho góc thanh lý bên cả Tùng Audio nhá. Một trong những trang thiết bị âm thanh chắc chắn rồi, đây là một cái clip mà em thấy là rất nhiều bác quan tâm ở bên cả Tùng Audio. Hàng tháng thì luôn có chương trình như thế này. Hôm nay thì bên nhà em quyết định thanh lý cho bác anh em một con vang cơ lái số chính hãng của nhà phân phối AT Sao. Dòng này có tên model là S8 các bác nhá. Và nếu anh em chịu khó tra cứu chúng ta biết ngay một cái dòng sản phẩm vang cơ lái số hiện tại đang rất thịnh hành, đó chính là AT Sao S8. Dòng vang cơ này thì đang có giá thành ở trên thị trường niêm yết cho khoảng tầm 1.600.000 cho đến 1.700.000 đồng. Ngày hôm nay thì bên em quyết định thanh lý để tương tác cho các bác anh em với mức giá là 1.380.000 đồng, có hai bộ duy nhất bên em giả xả thanh lý nhá. Và tại sao em lại xả thanh lý và bây giờ là lý do này? Đầu tiên thì mẫu sản phẩm này đang là cái hộp được anh em nhìn thấy ngay, cái hộp của bên em thì để đây là hai con cuối, ở phần cuối cái hộp đấy thì nó bị rách cái hộp một chút, nên là quyết định xả cho anh em hẳn luôn là hơn 300.000 đồng, đây một cái hộp 300.000 đồng của bác anh em. Dây giáp phụ kiện còn nguyên, chế độ bảo hành vẫn là 12 tháng anh em nhé, còn không có chế độ bảo hành 1-1 rồi, bởi vì hàng thanh lý thì anh em biết rồi. Đấy, em chỉ lên cho anh em vừa với cái mức giá tương tác là quá hợp lý cho bác anh em nhìn xem có một cái góc khuất, góc cạnh chi tiết nào bị hỏng hay không. Bác lưu ý cho em đây là dòng sản phẩm hàng chính hãng và hàng cao cấp, hỗ trợ cho anh em đầy đủ các giải tính năng từ delay, repeat, các giải reverb time, reverb âm lượng tổng và có exciter lương tiếng, các giải bass mic check đồng đều nhé, để anh em có thể căn chỉnh chi tiết cũng như là hát cao kỳ gia đình tốt nhất. Giá thành 1.700.000 đồng, bên em quyết định thanh lý cho anh em chị em với mức giá là 1.380.000 đồng nhá, bao ship cho anh em nào tiện chí muốn mua thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng, bởi vì mỗi khi em Tùng lên video thanh lý hàng thì dường như anh em gọi điện rất nhiều, thế nên là anh em nào xem được video này đầu tiên mà đang muốn mua mẫu sản phẩm AT Sao S8 ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng để đặt hàng ngay. Em thanh lý cho anh em chị em là hai mẫu sản phẩm vang cơ lai số chính hãng của AT Sao S8 với mức giá là 380.000 đồng. Hộp hơi bẹp, hơi méo một chút nhưng mà còn nguyên chế độ bảo hành và là hàng chuẩn chính hãng của nhà phân phối AT Sao. Anh em nhận hàng chúng ta được phép test hàng, kiểm tra và vui lòng khi anh em đã đặt hàng thanh lý rồi vui lòng cọc cho bên em một chút, bởi vì em cũng không muốn là những anh em đặt hàng xong một bom, để cho những anh em phía sau chúng ta có thêm cơ hội chúng ta chọn lựa bộ sản phẩm AT Sao S8 với mức giá tốt nhất và ưu đãi nhất bên cả Tùng Audio. Và vì mẫu sản phẩm này thì có thêm điều khiển remote cho các anh em nào muốn sử dụng thao tác đơn giản này. Cũng cam kết cho anh em đây là dòng sản phẩm chính hãng và vẫn còn nguyên chế độ bảo hành, hàng mới tinh 100% các nhé. Mới là mới phần hình thức của bên trong thôi, còn hộp thì nó bị dập nát một chút thì chắc là không sao cả, các bác nhìn thấy đấy, hàng mới 100% cho các bác anh em đấy, mấy anh em nhìn thấy rất là đẹp rồi. Và giá thành thì được giảm cho 300.000-400.000, chắc chắn đây là một mức giá rất là bí cho anh em khách hàng. Đừng quên gọi điện theo số điện thoại của em Tùng 0979629336 để đặt hàng ngay với mẫu sản phẩm thanh lý AT Sao S8 nhé. Bây giờ em cùng các bác trải nghiệm xem là tính chất âm có thực sự tốt để các bác anh em có thể mua ngay về lắp phòng hát tình hoặc là mua cho người thân bạn bè với mức giá ưu đãi hơn so với giá thị trường hay không nhá. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Vâng, và cái điểm đầu tiên em rất thích ở dòng AT Sao S8 này đó là khả năng chống ngũ. Đây em đã test ở khá là gần loa nhưng không có hiện tượng rú ít xảy ra, và đương nhiên khi anh em ghép đồ âm đi sẽ tăng cái độ chống ngũ cao nhất đến từ nhỏ phân phối AT Sao, đặc biệt là dòng S8 này. Tiếp theo đó là tính năng Echo Reverb thì sao? Dòng AT Sao S8 có tính năng Echo Reverb khá là chuyên nghiệp cho anh em. Hát Echo ngon ngọt, hỗ trợ cho anh em tính năng Reverb siêu led nữa cho bác anh em có thể là tôn lên được cái chất giọng của bác anh em cho khóa gia đình. Và đừng bỏ qua cơ hội này, có ngay hai mẫu sản phẩm AT Sao S8 rẻ hơn giá thị trường, rẻ hơn giá bên em Tùng đang bán và liêm yết, 1.380.000 đồng, và bao ship toàn quốc cho anh em nào thiện chí muốn mua nhá. Và liên hệ ngay theo số điện thoại em đã để trên màn hình rồi để đặt hàng ngay với mẫu sản phẩm AT Sao S8. Video của em Tùng xin dừng lại tại đây, em thấy hay nhớ đóng góp cho bên em một like, một đăng ký kênh và chúc tất cả các anh em nhận hàng vì với bộ sản phẩm AT Sao S8 tại cảng Tùng Audio. Xin chào.